Sáng ngày 29 tháng 9 tại huyện Đông Triều, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 với chủ đề Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc. Tới dự có đồng chí Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm nay, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban ngành, tổ chức xã hội và địa phương trong tỉnh sẽ phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động giáo dục học tập diễn ra trong tuần lễ, phát hiện và nhân rộng các tấm gương điển hình về tự học và học tập suốt đời, tổ chức các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ tin học, các lớp học nghề cho lao động nông thôn, các lớp kỹ năng sống và tổ chức các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ, vân vân. Ngày hôm nay thì ở các trung tâm học tập cộng đồng của các xã và thị trấn thì đều có một cái cuộc giao lưu về học tập, nhất là về cái kinh nghiệm học tập, phong trào học tập ở trong các tầng lớp nhân dân. Cũng ngày hôm nay thì ngành giáo dục có tới hơn 200 người bắt đầu một cái lớp học là phổ biến về cái kinh nghiệm giảng dạy của các cái trường học và một cái chương trình bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Các cái lớp dạy nghề ở các trung tâm học tập cộng đồng 21 điểm đều bắt đầu khai mạc cái lớp học của mình để khởi đầu cho cái tuần này. Chúng tôi hy vọng là ngay cái tuần này thì Đông Triều sẽ có được một cái phong trào học tập rất là sôi động để tạo một không khí học tập suốt đời trong tất cả các tầng lớp nhân dân trong cả huyện. Mục đích của tuần lễ là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về một ý nghĩa nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, đồng thời tăng cường cơ hội học tập suốt đời cho các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 sẽ được diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2014.